Lúc bấy giờ, Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính tái mét mặt kêu lên. Vị cự nhân Phục Hy đang ngẩng lên nhìn họ kia, đột nhiên khí tức đại biến, hai mắt đỏ quạch, giống như một con dã thú bước ra từ thời đại cổ xưa vậy. Nghĩa phụ sao? Cổ họng của Phục Thương vang lên tiếng gầm nặng nề, lặp lại từ đấy, vẻ mặt không rõ là bi hay nộ hay là chế giễu. Tinh hà quanh người hắn giống như những con rắn lớn quấn chặt, không ngừng thít lại, nhưng bị khí tức cuồng bạo của hắn đánh bật ra liên tục. Nghĩa phụ. Phục Bảo Chính run rẩy nói, người còn nhớ con không? Con là Bảo Chính đấy, đích thân người đặt tên cho con để con bảo vệ chính đạo. Bảo Chính, nghĩa tử của ta sao? Sự châm chọc trên vẻ mặt Phục Thương càng thêm rõ rệt, lẩm bẩm nói, bảo vệ chính đạo ư? Đúng rồi, người lê đít tới dưới trướng của ta là ta bảo ngươi chuyển thế tới bộ lực của ta. Ta nhận ngươi làm nghĩa tử, truyền thụ cho ngươi công pháp tuyệt học. Lúc nào ta cũng nghĩ, rốt cuộc ta đã thu nhận cầm thú gì làm nghĩa tử đấy? Ta là tội nhân, là tội nhân. Phục Bảo Chính giận cả tóc gáy. Phong Thần Vĩnh thì tươi cười, lắp bắp nói, Hoàng Thái Tử, ta là Phong Thần Vĩnh của Hầu Điều Bộ, ngài còn nhớ không? Chúng ta là đồng tộc, là huyết thân, ta không phải chuyển thế. Nhớ chứ, đương nhiên ta nhớ ngươi. Con mắt khổng lồ của Phục Thương phản chiếu thân ảnh của hai người, nói nhỏ, khi ta gặp ác mộng, thường xuyên thấy cảnh tượng các ngươi đổ sát đồng tộc. Ta còn nhớ tiếng cười khi các ngươi giết chết đồng tộc, còn nhớ vẻ mặt của các ngươi. Mỗi khi nhớ tới ngươi còn hung tàn hơn họ, là ta không rét mà run. Rốt cuộc ngươi là ác ma gì, sao lại độc ác như vậy? Phong Thần Vĩnh chán túa mồ hôi lạnh, từ từ lùi về phía sau, tiếng nói đã khàn đặc, Hoàng Thái Tử, sinh không đúng thời thế thì phải chịu, Phục Khi thần tộc ta nên phải diệt vong. Ta chỉ là thuận theo ý trời, ngài cũng là làm theo ý trời, chúng ta cũng như nhau thôi. Phục Bảo Chính chậm rãi cũng lùi về phía sau, cơ mặt co giật cười gượng, Nghĩa phụ, còn nhớ những đứa trẻ năm đó của người không? Con là nhi tử của người, hổ ác không ăn thịt con, người nhân tử như vậy chắc chắn sẽ tha cho chúng con đúng không? Tha cho các người sao? Phục Thương giọng nghẹn nghẹn, bàn tay tóm tới, thì ai tha cho ta đây? Giết hắn đi. Phong Thần Vĩnh vạn pháp lực tu vi tới lên thất đại chư thiên rồi hét lớn, tên già này bị chấn áp lâu như vậy, thực lực không bằng trước kia đâu, chúng ta liên thủ có thể giết được hắn, dùng long xà hợp kích đi. Được. Phục Bảo Chính nói lớn, không làm thì thôi, đã làm thì là làm đến cùng, giết chết hắn rồi nói sau. Hắn còn chưa nói xong, Phong Thần Vĩnh đã lao ra ngoài, bất giác ra đầu tê dại, phẫn nộ hét, Thần Vĩnh, ngươi! Trong cổ họng của hắn phát ra tiếng động kỳ quái, bị bàn tay to lớn của Phục Thương tóm lấy người. Bàn tay đấy dùng lực mạnh như vậy, ép hết không khí trong ngực hắn ra ngoài. Lục đạo luân hồi sau đầu hắn lần lượt bị dập tắt. Đó là Phục Thương đã đè nén, khiến cho tất cả biến cảnh trong nguyên thần và nhục thân của hắn đóng lại. Bảy tòa chư thiên trên đỉnh đầu của hắn cũng phát ra tiếng nổ tanh tách. Từng tòa chư thiên biến dạng sụp vào bên trong. Phục Thương đè khiến chúng vỡ vụn. Đại đạo đồ đằng trong chư thiên đều bị ép vỡ. Vô số ngôi sao trong chư thiên tắt ngúm. Lục đạo cũng rã rời. Tim gan phèo phổi ruột thận của hắn đều bị ép bắn ra từ mồm. Ai biết được những năm tháng qua ta phải chịu dày vò thế nào đấy. Phục Thương vẻ mặt cuồng điên, nửa cười nửa khóc. Có ai biết những năm qua ta phải sống thế nào? Ai biết lòng ta khổ sở biết bao. Phong Thần Vĩnh không thoát ra được lục đạo giới châu, bị tay còn lại của Phục Thương bắt được, hét lớn, Phục Thương, ngươi không giết được ta, ngươi cũng là phản đồ của Phục Khi thôi, ngươi không có tư cách giết ta. Phục Thương Hoàng Thái Tử coi như không nghe thấy, thần nhãn bắn thần quang phong ấn Phong Thần Vĩnh lại. Hai mắt hắn nhìn chăm chăm vào Phục Bảo Chính, trong đó một trong bốn cánh tay kéo tinh hà quấn chặt Phong Thần Vĩnh lại, ba cánh tay khác của hắn thì ôm lấy Phục Bảo Chính. Thần nhãn của ngươi là ta cho. Phục Thương giọng run rẩy, tại sao ta lại cho ngươi thứ vũ khí lợi hại để đổ sát đồng tộc như vậy? Phục Bảo Chính kêu lên thảm thiết, con mắt thần nhãn trên mi tâm bị hắn móc ra. Tiếng của Phục Thương lầm bầm như tụng kinh vậy, âm dương thiên nhãn của ngươi cũng là ta cho, giờ ta phải lấy lại. Tiếng kêu của Phục Bảo Chính
khiến cho Phong Thần Vĩnh lạnh toát người, thấy hai mắt của hắn bị Phục Thương móc ra. Phong Thần Vĩnh bị trói trên tinh hà, run rẩy nói: Đồ điên, Phục Thương Hoàng Thái Tử, người đã điên rồi. Lợi của ngươi cũng là ta cho, ta phải lấy lại. Đầu của ngươi cũng là đầu của Phục Khi Thị ta, cũng là ta cho. Mũi ngươi cũng là của ta cho. Cả cổ họng ta phải lấy đi, còn cả đôi tai này ta phải lấy lại. Thần tâm của ngươi, còn cả phổi xương sườn của ngươi cũng là của Phục Khi Thị, cũng phải lấy đi. Một thân vảy rồng tiên tiên này cũng là của Phục Khi Thị ta, ngươi không xứng đáng có nó đâu. Tiếng cạo vảy chói tai vang lên, Phục Thương cạo sạch vảy rồng tiên tiên ở trên người Phục Bảo Chính, rồi thò tay vào cổ họng, túm lấy xương sườn, rút ra từng dải xương sống, giống như đại long, lẩm bẩm nói: "Đây là xương sống của Phục Khi Thị, ngươi không xứng có xương sống của Phục Khi Thị. Đuôi rắn tiên tiên, ngươi cũng không xứng. Mau, cởi bộ da của Phục Khi Thị ra cho ta. Còn cả thần huyết của Phục Khi Thị, trả lại tất cả cho ta, trả lại." Phục Bảo Chính một thân thần huyết bị rút cạn kiệt, hắn đã bị lột sạch, xương cũng bị Phục Thương tháo đi, chỉ còn lại một đống thịt, không có nửa giọt máu. Phục Khi chân thân mà hắn tự hào đã tan rã hoàn toàn. Trên đống thịt khô kia, nguyên thần của hắn vẫn bị Phục Thương nắm ở trong tay. Phục Thương nhìn nguyên thần của hắn rồi lẩm bẩm nói, rất nhẹ nhàng, rất từ tốn: "Nguyên thần này cũng là linh của Phục Khi Thị ta, con à, trả lại nó cho nghĩa phụ đi thôi." Không. Nguyên thần của Phục Bảo Chính thét lên như muốn toạc phổi, cơn đau vô biên truyền tới. Phục Thương cưỡng chế tách linh vào hồn của hắn, rút linh của Phục Khi Thị từ trong nguyên thần của hắn ra. Cơn đau đấy khó lòng tưởng tượng, khổ hình khủng bố nhất thế gian chẳng qua cũng chỉ là như vậy, còn lâu mới sánh được cơn đau từ sâu trong linh hồn của hắn. Thời gian để Phục Thương rút linh của hắn ra không lâu, nhưng khiến cho hắn cảm giác mỗi giây dài như cả vạn năm, thực sự quá đau đớn. Đó là cơn đau khi bị xé linh hồn. Cuối cùng Phục Thương tách linh vào hồn của hắn ra, hồn phách của Phục Bảo Chính sững sờ nhìn linh của hắn bị Phục Thương nghiền nát. Cảm ứng giữa hồn phách và linh của hắn vẫn còn. Khi linh bị nghiền nát, cảm giác linh hồn trống rỗng thực sự khó chịu, khôn tả, mất mát khôn cùng, đau đớn tới cực điểm. "Ta sẽ không giết ngươi." Phục Thương sắc mặt tối tăm, cúi nhìn hồn phách của Phục Bảo Chính trong tay mình rồi nói nhỏ: "Sao ta có thể giết con của ta được? Giết người cũng mãi mãi không thể rửa sạch được tội nghiệp trên người của ngươi, không thể xóa bỏ được thù hận trong tim của ta." Quanh người Phục Bảo Chính hiện lên một cái lục đạo luân hồi nho nhỏ, dần dần lớn lên bao trùm lấy hắn. Phục Bảo Chính sững người, đột nhiên thấy linh của mình không biết từ khi nào lại trở lại. Xương cốt, thần huyết, mắt, tim gan, phèo phổi cũng lần lượt trở lại trên người của hắn. Pháp lực của hắn cũng trở lại, nguyên thần biết cảnh lại mở ra, chư thiên hồi phục lại như xưa. Phục Bảo Chính vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ, đang định bỏ chạy thì đột nhiên một bàn tay lớn tóm tới. Phục Bảo Chính kinh hãi, ngẩng lên nhìn thì thấy Phục Thương. Đó là khuôn mặt khóc không ra nước mắt, gương mặt đau đớn hơn chết. "Tha cho các ngươi thì ai tha cho ta đây?" Tiếng của Phục Thương vọng tới, rồi nguyên thần biết cảnh của Phục Bảo Chính bị chèn ép đóng lại, thất đại chư thiên bị phá hủy, lục đạo luân hồi lại tan rã, tim gan phèo phổi lại bị ép ra khỏi lồng ngực. "Thần nhãn của ngươi là ta cho." Phục Thương run rẩy nói: "Tại sao ta lại cho ngươi thứ vũ khí lợi hại để ngươi đổ sát đồng tộc như vậy?" "Lưỡi của ngươi, thần tâm của ngươi, cởi bộ da Phục Khi Thị ra. Nguyên thần này cũng là linh của Phục Khi Thị." Phục Bảo Chính như đang trong cơn ác mộng, lại trải qua sự đau đớn như lần trước, linh lại bị tách ra. Quan trọng là ký ức về lần trước của hắn vẫn còn nhớ cơn đau như tan nát tim gan đấy. Sau khi cơn đau đó qua đi, hắn lại thấy mình hồi phục như xưa, rồi lại thấy Phục Thương tóm lấy, rút gân lột da của hắn, tách linh hồn của hắn ra, lại khiến hắn trải qua cơn đau không thể chịu đựng được. "Ai sẽ tha cho ta đấy?" Tiếng nghẹn nghẹn của Phục Thương vang lên: "Cởi bộ da của Phục Khi Thị ra." "Ác mộng của thời không luân hồi, đây là thời không luân hồi." Phục Bảo Chính thét lên, cố giãy giụa muốn thoát khỏi cơn ác mộng luân hồi này. Trong tay Phục Thương Hoàng Thái Tử, sáu quầng sáng khẽ chuyển động, hết lần này tới lần khác, thay đổi thời gian không gian, khiến cho Phục Bảo Chính hết lần này tới lần khác trải qua cơn đau đấy. Mỗi lần đau đều là mới, đều là cơn đau không thể chịu đựng nổi. Phục Bảo Chính sẽ bị phong ấn trong sự luân hồi này mãi mãi, vĩnh viễn phải chịu cơn đau như xé gan xé phổi,
lặp đi lặp lại không ngừng nghỉ. Hồn phách của hắn sẽ nhớ cơn đau đấy, mỗi lần đau đớn đều không thể quên. Còn Phong Thần Vĩnh trói trong tinh hà, sững sờ nhìn cảnh tượng đó, ánh mắt đầy sợ hãi, khiến hắn không có bất cứ dũng khí nào nữa. Ngay cả tư duy dường như cũng bị dọa cho sợ, không thể hoạt động, mồm chỉ lặp đi lặp lại một câu: "Ngươi không được giết ta, ngươi cũng là phản đồ, ngươi không có tư cách giết ta." "Đúng là ta không có tư cách giết ngươi, ta là phản đồ, ta là phản bội chủng tộc của chính mình." Phục Thương sắc mặt tối tăm, lẩm bẩm nói: "Ta là tội nhân của chủng tộc, là tội nhân tội ác của lớn hơn các ngươi. Cũng may trên thế gian này còn có một phục khí có tư cách giết ngươi. Ta sẽ giao ngươi cho hắn, hắn sẽ xử trí ngươi." "Giao ta cho hắn sao?" Phong Thần Vĩnh ánh mắt thất thần, cười hề hề: "Thế gian này chỉ có một phục khí giã sinh, tên phục khí đấy vẫn còn ở 3000 lục đạo giới. Ngươi không tìm được hắn đâu, hắn bị vây khốn ở nơi đấy rồi." Hắn đột nhiên dùng mình nhớ tới Trung Nhạc: "Tên phục khí giã sinh đó, tên phục khí giã sinh đó vẫn luôn ở Tử Vi, vẫn luôn ở bên cạnh ta. Dịch Quân Vương, hắn chính là tên phục khí giã sinh đó sao?" Hai mắt của hắn sáng lên, thân người run rẩy: "Ta có bí mật lớn này, nếu báo tin này thì chắc chắn sẽ được ban thưởng kinh người. Ta phải sống, phải thoát khỏi đây, dựa vào bí mật lớn này hưởng thụ vinh hoa phú quý vô tận." Mà lúc này Trung Nhạc vào trong lục đạo giới châu, lạnh lùng nhìn Phong Thần Vĩnh nói: "Hoàng Thái Tử, Trảm Thần Đài đang được xây dựng, vẫn còn thiếu một cái đầu để tế đài." "Ta đã phong ấn hắn rồi, ngươi đi hành hình đi." Phục Thương giơ tay chấn áp Phong Thần Vĩnh: "Ngươi không đi quan lễ sao?" Trung Nhạc hỏi. Phục Thương mặt tối lại: "Ta không xứng." Trung Nhạc trầm mặc, tóm lấy Phong Thần Vĩnh trong tay, ngẩng lên nhìn Phục Thương rồi khẽ nói: "Cái nhà tù này đã không nhốt được ngươi lâu rồi, ngươi có thể ra ngoài bất cứ lúc nào. Nhưng lúc nào ngươi mới ra khỏi được cái nhà tù tâm linh này đây?" Thân thể Phục Thương run lên, ngẩng lên nhìn thế gian bên ngoài lục đạo giới châu: "Ra ngoài sao?" "Đúng, ra ngoài, giống như một phục khí vậy." Sự sợ hãi trong mắt Phục Thương càng thêm rõ rệt, vội vàng lắc đầu: "Ta không ra ngoài, ta không muốn ra ngoài. Bên ngoài toàn là thi cốt cá, toàn là ma quỷ. Ma quỷ để ăn máu thịt của ta. Họ biết là ta đã hại chết họ, ta không ra." Trung Nhạc nhíu mày: "Bên ngoài toàn là ma quỷ sao? Là ma quỷ trong tim hắn mới phải." Trong lòng hắn hối hận chính là quỷ trong tim hắn. Hắn áy náy hối hận, thế giới bên ngoài chính là quỷ đòi mạng hắn. "Trầu giống của Trung Sơn Thí, tên Hoàng Thái Tử này hết cách cứu rồi." Tân Hỏa vạn phần thất vọng, lắc lắc đầu nói: "Người tặng những tên phản đồ phục khí này cho hắn để đánh thức huyết tính trong hắn chỉ là vô ích mà thôi. Đạo tâm của hắn tan tành rồi, không quay lại được nữa đâu." Trung Nhạc lắc đầu: "Không phải ta muốn hắn quay lại, mà là phục khí thần tộc cần hắn trở lại, cần hắn phấn chấn lên." Phong Thần Vĩnh nghe được những lời đó, trong lòng chấn kinh: "Tên tiểu tử này quả như là phục khí giã tính kia. Thoát khỏi đây, chỉ cần thoát khỏi đây thôi, là có thể bán tin tức này với giá cao rồi. Vinh hoa phú quý trong tay ta, cả chấn thiên quan, ngoài Phục Thương ra thì không có ai có thể giết được ta cả. Vì thế ta vẫn còn cơ hội." Chấn thiên quan, màn trời màu bạc dần tan ra, thiên hạ trở lại bình thường. Đông đảo thần ma đang quét dọn chiến trường, sửa lại thuyền chiến và thần binh bị hư tổn, có một số đang phải trị thương. Lần này Trung Nhạc để họ nghênh chiến hai đế quân đại viên mãn, hai vị thượng cổ đại thần thông giả, có thể nói thật sự đã kích phát tinh thần chiến đấu của họ. Trước kia chẳng ai có thể nghĩ họ có thể tranh cao thấp với thượng cổ đại thần thông giả, nhưng giờ họ đang cảm nhận được đấu chí vô biên. Đương nhiên, đế kích chi thuật của Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính oanh phá đại trận của họ cũng thể hiện được vĩ lực kinh thiên động địa của thượng cổ đại thần thông giả. Nhưng dù sao họ cũng là thượng cổ đại thần thông giả, trận chiến này tuy bại nhưng vẫn quang vinh. Hơn nữa Trung Nhạc một đao tách hai người, chặt đứt đuôi rắn, phá đế kích chi thuật của họ, như vậy đã vô cùng khiến cho lòng người phấn chấn. Quân tâm khả dụng, 28 tòa chư thiên trên cao, chư thiên chi lực cuồn cuộn tràn xuống, một tòa Trảm Thần Đài đã được dựng lên. Trên đấy có chư thần đang dẫn động chư thiên chi lực không ngừng tế tự. Tòa thần đài này đã sắp kết thúc rồi. Trung Nhạc đã truyền lệnh sẽ chém đầu một trong hai vị đại thần thông giả trên Trảm Thần Đài này để mà thị uy. Chém đầu một thượng cổ đại thần thông giả để thị chúng sao? Việc này sẽ chấn động lòng người như thế nào đây?
Tiên sinh, việc này có cần thông báo cho phụ thần của ta biết không? Mục Tô Ca thấy Trung Nhạc nhấc cổ Phong Thần Vĩnh tiến tới thì vội vàng tới hỏi. Trung Nhạc cười, có lẽ bệ hạ giờ đã biết rồi, nhưng hai tên phản đồ này là do bệ hạ phái tới, đúng là nên thông báo cho bệ hạ một tiếng. Điện hạ, ngài phái sứ giả hoặc dùng đồ đăng thần chú liên lạc với bệ hạ là được. Chả ta đã biết rồi sao? Mục Tô Ca cự người lập tức sực hiểu, ý của Trung Nhạc là trong Chấn Thiên Quan có thân tín ẩn mình của Tiên Thiên Đế Quân, lúc này đã thượng báo cho Tiên Thiên Đế Quân rồi. Mục Tô Ca có phần lo lắng, vội vàng nói, tiên sinh, phụ thần ta... Trung Nhạc xua tay cười nói, quân thần tuy thân thiết nhưng cũng phải đề phòng, bệ hạ để lái tai mắt bên cạnh ta cũng là chuyện bình thường thôi, Tô Ca điện hạ không cần phải bận lòng. Mục Tô Ca yên tâm nói, ta không biết giờ nên bẩm báo thế nào, nhưng ta chắc chắn sẽ báo cáo đúng sự thật. Trung Nhạc gật đầu. Mục Tô Ca vội vàng lấy ra đồ đằng thần trụ nói, vậy ta liên lạc với phụ thần ngay. Trung Nhạc nhấc Phong Thần Vĩnh tiến về Trảm Thần Đài. Phong Thần Vĩnh cuống cuồng định há mồm nói, thế nhưng không phát ra bất cứ âm thanh gì, trong lòng kinh hãi. Phục Thương phong ấn mọi thứ của ta rồi. Hắn không thể phát ra tiếng nói, không thể điều khiển nguyên thần, không thể dùng tinh thần pháp lực, càng không thể động đậy. Trên Trảm Thần Đài, Trung Nhạc nhìn quanh thấy đông đảo các tạo vật chủ đang khắc đồ đằng văn lý vô cùng phức tạp, tạo thành rãnh dẫn máu trên đài. Một vị tạo vật chủ tiến về phía trước là Nanh Hoàng của Nanh tộc, cúi người dẫn Trung Nhạc tới trước tù đài, lên tiếng nói, mời chúa công xem, đây là nơi chém đầu, tù đài mở ra là có thể đè phạm nhân bên trong, khóa chặt nhục thân nguyên thần của hắn, khóa hết mọi thần thông biến hóa của hắn ta. Trung Nhạc tỉ mỉ quan sát thấy trên dưới tù đài đều có một đại đạo đồ đằng văn phức tạp quỷ dị, thâm sâu khó hiểu, có lẽ là một loại phong ấn pháp môn, cho dù là hắn thì cũng không thể nhìn ra được sự ảo diệu ở bên trong đó ngay được. Nanh Hoàng cười nói, khi đao đầu tiên chém đứt đầu thần ma, máu chảy ra, máu tươi sẽ chảy vào trong những rãnh này, kích phát đồ đằng văn trên đài, móc lấy nguyên thần và nhục thân của phạm nhân. Có những thần ma thần thông quảng đại, đao đầu tiên chưa chắc chém chết được, đầu chém rồi lại mọc đầu khác. Còn máu của hắn chảy ra sẽ kích phát đồ đằng văn, có thể khắc chế bất tử chi thân và bất tử nguyên thần của hắn. Đến khi nhục thân mọc ra cái đầu khác, đao chém lần nữa sẽ giết được cả nguyên thần và nhục thân. Trung Nhạc tán thưởng, thật không hổ là Lanh tộc, Trảm Thần Đài đúng là kỳ diệu. Nếu đao thứ hai vẫn không giết được hắn thì sao? Vậy thì tới đao thứ ba. Lanh Hoàng cười gằn, đao thứ ba thì không tầm thường, mời chúa công nhìn bên này. Hắn đi xuống ra mặt sau của Trảm Thần Đài, thấy phía đó là một cái hồ rất lớn, trong hồ không có nước, đáy hồ và thành hồ cũng được khắc vô số đồ đằng văn phức tạp. Đây là oan hồn chi, oan hồn thần ma chết ở thần đài sẽ được tích tụ ở trong này, tinh khí huyết nhục khi còn sống của chúng sẽ biến thành dưỡng phần cho hồ. Đao thứ ba vung lên sẽ điều động năng lượng ở trong oan hồn chi bạo phát công kích hủy diệt nguyên thần và linh hồn. Nanh Hoàng cười hề hề, gương mặt càng thêm hung ác. Lanh tộc ta và Tranh tộc tuy bản lĩnh không mạnh lắm, thế nhưng các đời tiên đế tạo Trảm Thần Đài đều dùng người của hai tộc ta, ngay cả Thiên Công thần tộc cũng không thể sánh được. Trong Lanh tộc ta còn giữ bản nguyên vẹn Trảm Thần Đài, nếu có Tranh tộc trợ giúp thì càng hoàn hảo. Trung Nhạc tim khẽ động, Tranh tộc là chủng tộc dưới trướng Hạo Anh thị, khi hắn gặp Phục Bảo Sơ lợi dụng Tranh tộc hại chết Phục Bảo Sơ, Tranh tộc cũng chết một vị lão tổ tông. Nhưng Hiếu Anh thị là đế tộc, lôi kéo họ có lẽ không dễ dàng gì. Công pháp thần thông của Tranh tộc là chuyên phá nhục thân, đao được luyện từ sừng của đế quân họ, cho dù là nhục thân của đế quân cũng bị một đao chém chết. Còn đao được luyện từ móng vuốt của Nanh tộc ta, chuyên chạm nguyên thần, bất cứ nguyên thần nào cũng sẽ bị chém đứt thôi. Đương nhiên thượng cổ đại thần thông giả thì hơi khó. Nanh Hoàng nói, giờ trong oan hồn chi không có oan hồn nào cả, cũng không có tinh huyết tích tụ. Nếu là Trảm Thần Đài của Thiên Đình có Tranh Hoàng ở đây, ta và hắn liên thủ thì có thể chém chết tên này được. Hắn phấn khích nói, dùng máu của đại thần thông giá huyết tế Trảm Thần Đài, uy năng chắc chắn sẽ cường hãn tới mức đáng sợ. Trung Nhạc gật đầu, người áp giải hắn lên, triệu tập tướng sĩ Chấn Thiên Quan.
Minh Hoàng lĩnh mệnh áp giải Phong Thần Vĩnh lên đài, trói chặt hắn ở trên thềm đá, khóa mọi thần thông biến hóa của hắn. Các bộ đại quân Chấn Thiên Quan tập trung dưới trạm thần đài, các lộ thần tướng đứng sừng sững hai bên, thậm chí ngay cả ma thần của Âm Khang Thị cũng tới đây xem. Âm Phụ Khang và các vị tộc lão cũng tới. Cô già, hắn là do Tiên Thiên Đế Quân phái tới. Người giết hắn rồi thì hắn nói thế nào với Tiên Thiên Đế Quân đấy? Âm Phụ Khang hỏi. Chỉ cần bẩm báo một tiếng thôi, không cần phải ăn nói gì. Trung Nhạc cười nói. Cô già thật bá khí. Âm Phụ Khang dừng ngón tay cái lên tán thưởng. Bá khí tới mức sắp làm cung chủ của Tiên Thiên Cung rồi. Nếu Tiên Thiên Đế Quân chém đầu ngươi thì lão tử không giúp ngươi được đâu. Nhạc phụ nghĩ nhiều rồi. Trung Nhạc bật cười truyền lệnh. Đao phủ đâu? Manh Hoàng tiến lên. Đao phủ tại đấy. Trung Nhạc gật đầu. Phong Thần Vĩnh có ý mưu phản. Khoan. Đột nhiên một tiếng nói từ bên ngoài Chấn Thiên Quan vọng vào. Dịch Quân Vương, khoan đã nào. Trung Nhạc nhìn theo tiếng hướng nói, thấy một vị thần tướng toàn thân mặc khải giáp bước vào trong tinh hà rồi nói lớn. Khoan hãy xuống tay. Trung Nhạc đứng dậy lệnh mở cổng thành rồi cười nói. Ồ, thì ra là đại đô thống của Tà Dực Lũy Bích Quan. Thật kính rồi. Không biết đại đô thống tới có việc gì đấy? Vị thần tướng đó là một vị đế quân đạo hiệu Đa Âm Đế Quân, ôm một cây đàn tỳ bà tươi cười nói. Phó đô thống là phó đô thống thôi, giờ chưa phải đại đô thống. Đại đô thống vẫn còn sống mà. Phạm vi thế lực Chấn Thiên Quan có Song Dực Nhất Thủ, Thủ là Chấn Thiên Quan, Song Dực, Tả Dực Lũy Bích Quan và Hữu Dực Ngự Thiên Quan. Đa Âm Đế Quân là phó đô thống của Tả Dực. Trung Nhạc từng gặp một lần ở Tiên Thiên Cung. Trung Nhạc cười nói. Đại đô thống không phải là đã già rồi sao? Sớm muộn gì người cũng tiếp nội vị trí của hắn, trở thành đại đô thống thôi. Đa Âm Đế Quân tươi như hoa vội nói. Tiên sinh, khách sáo rồi. À tiên sinh, ta được đế quân truyền tin, bảo ngươi hãy hạ thủ lưu tình. Đế quân nói, ngài đã biết chuyện Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính tạo phản, là ngài suy nghĩ không chu đáo. Nhưng tội của chúng không tới mức phải chết đâu. Mong tiên sinh hạ thủ lưu tình. Đế quân đã cho sứ giả lên đường, không lâu nữa sẽ mang ý chỉ của ngài tới đây, bảo ta tới trước thông báo. Trung Nhạc mời Đa Âm Thế Quân ngồi, hắn lên tiếng nói. Sư huynh cũng biết đấy thôi, Phục Bảo Chính ngu muội vô trí, đã phục pháp bị ta luyện chết rồi. Đa Âm Đế Quân trợn mắt giật mình, thất thanh kêu lên. Sao, đã có một đại thần thông giá bị luyện chết rồi sao? Trung Nhạc thản nhiên nói. Hai tên nghịch tặc này nói muốn tạo phản làm loạn, muốn lấy mạng ta và thần ma toàn bộ Chấn Thiên Quan dâng lên cho thiên đình để lấy công tiến thân. Ác đồ như vậy ai dám giữ đây? Đa Âm Đế Quân khó xử nói. Đế quân muốn giữ hắn. Sư huynh, người cứ ngồi quan lễ, bệ hạ cứ để ta nói chuyện. Trung Nhạc hạ lệnh. Đao phủ hành hình. Nanh Hoàng há mồm rút ra một thanh ma đao. Ma đao vừa xuất hiện, âm phong nổi lên, hắn tiến về phía Phong Thần Vĩnh. Thủ hạ lưu tình. Bên ngoài có tiếng hét lớn. Trung Nhạc nhíu mày đứng dậy nhìn. Đa Âm Đế Quân cũng đứng dậy cười nói. Phủ nhai lão đạo tới rồi. Một vị lão giả vội vàng vượt tinh hà, chính là đại đô thống của Ngự Thiên Quan, cuống cuồng nói. Tiên sinh, đao hạ lưu tình, đao hạ lưu tình. Đế quân chuyển tin cho ta, bảo ngươi đừng giết họ vội. Sứ giả của ngài đã lên đường rồi. Ồ tiên sinh, ngươi đã chấm chết một người rồi sao? Chỉ còn lại một thôi sao? Sư huynh, mời ngồi. Trung Nhạc vội mời phủ nhai đế quân ngồi rồi lên tiếng. Hành hình. Phủ nhai đế quân vừa ngồi xuống, nghe thế lập tức nhảy dựng lên. Trung Nhạc xua tay. Sư huynh có thấy tướng sĩ của ta ở đây, người đầy vết thương không? Thấy Chấn Thiên Quan đã nhiều thêm một bộ phận hay không? Hai tên nghịch tặc này suýt chút nữa đã giết chết 5.000 vạn thần ma Chấn Thiên Quan. Không giết chúng thì ta sao có thể khiến cho các tướng lĩnh thần phục được đây? Huynh cũng là danh tướng dẫn quân, chắc hiểu đạo lý này. Phủ nhai đế quân nghe vậy thở dài không nói gì. Nanh Hoàng vung đao chém xuống. Trên không trung 28 tòa chư thiên đều bắn ra một chùm sáng lên thanh chạm hồn ma đao đấy. Đao quang chém xuống keng một tiếng, giống như chấm lên kim thạch. Uy năng của 28 tòa chư thiên giúp uy năng của ma đao bạo tăng. Ma đao lập tức chém xuống 3 tấc trên cổ của Phong Thần Vĩnh. Nanh Hoàng lại vung đao chém xuống. Nhưng lúc này Mục Tô Ca lưỡng nữ nói. Tiên sinh, phụ thân ta muốn nói chuyện với tiên sinh.
Hắn tế đồ đằng thần trụ nhưng đột nhiên nổ tung, đồ đằng văn bay ra tự tạo thành hình dạng của Tiên Thiên Đế Quân. Dịch Quân, thủ hạ lưu tình. Tất cả thần ma vội vàng đứng dậy, Phủ Nha Đế Quân cũng không dám chậm trễ, vội vàng đứng dậy, trung nhạc cúi người. Bệ hạ. Tiên Thiên Đế Quân nhẹ nhàng nói, Dịch Quân, ta đích thân tới nói hộ cho Phong Thần Vĩnh. Phong Thần Vĩnh dù sao cũng là đế quân đại viên mãn, thượng cổ đại thần thông giá, giết không bằng dùng họ. Trung nhạc đột nhiên nói, bệ hạ còn nhớ Tiên Thiên Cung bái tướng năm đó, ta có phải yêu cầu không? Tiên Thiên Đế Quân khựng người gật đầu, ta nhớ. Ta cần có quyển sinh sát, cho lấy. Trung nhạc trầm giọng nói, ta cần có quyền tướng tại ngoại, không nghe quân mệnh. Ta làm bất cứ việc gì, tử quang cũng không được hỏi. Ta làm bất cứ việc gì, không cần phải bẩm báo bệ hạ trước. Bốn yêu cầu này, sau khi bệ hạ đồng ý, đã bái ta một mái chức triều. Lúc ấy, ta mới nhận binh phù, thụ ấn, nhận chức trách. Dẫn trăm vạn thần ma, giành được giam sơn như hiện tại. Tiên Thiên Đế Quân gật đầu. Dịch Quân công lao to lớn, có thể nói là tay trắng dựng cơ đồ. Nhưng Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính vô cùng quan trọng với chiến lực của Tiên Thiên Cung. Họ dù sao cũng là thượng cổ đại thần thông giá, thần thông quảng đại. Nếu giết rồi... Bệ hạ, ngài có thể nghĩ có thể sai khiến được chúng hay sao? Chúng có thể phản bội Phục Khí Thí, tại sao không thể phản bội bệ hạ được? Nếu không phải ta có thủ đoán bắt được chúng, thì lúc này bệ hạ nhìn thấy thi cốt của ta, 5.000 vạn thần ma cùng bồi táng. Trấn Thiên Quan đã đổi chủ rồi. Trung Nhạc lấy ra binh phù, thụ ấn, tháo mũ, cởi đai, đặt sang một bên khẽ nói, nếu bệ hạ muốn tin những tên phản đồ kia thì hãy nhận lại những thứ này. Bệ hạ, hãy tìm người cao minh khác trấn thủ Trấn Thiên Quan. Tiên Thiên Đế Quân nhíu mày, Dịch Quân, hãy giữ lại những thứ này. Ta đã hạ lệnh cho Phục Bảo Điện mang thư tay của ta tới để ngươi thả người. Tướng ở bên ngoài không nghe quân mệnh, nhưng quân mệnh đã hạ cũng không thể thu về. Dịch Quân tự suy nghĩ. Thân người của hắn đột nhiên tan thành một làn khói xanh. Phủ Nhai Đế Quân nhíu mày rồi nói nhỏ, Đế Quân tức giận rồi, Dịch tiên sinh không suy nghĩ lại chút sao? Đa Âm Đế Quân gật đầu, đúng vậy, Đế Quân đã động nộ. Nếu Dịch tiên sinh vẫn cứ làm theo ý mình thì là không giữ thể diện cho Đế Quân trước mặt mọi người. Thần tử bất vi. Trung Nhạc phất tay áo ngồi xuống rồi chậm giọng nói, tiếp tục hành hình. Nanh Hoàng nuốt nước bọt, vận pháp lực tiếp tục chém xuống. Nanh Hoàng chém liền mấy chục đao, cuối cùng cũng chặt được đầu của Phong Thần Vĩnh. Hắn không khỏi sững người, vội vàng nói, chúa công, không có máu. Huyết nhục nơi cổ của Phong Thần Vĩnh động đậy, lại mọc ra một cái đầu khác, vẻ mặt đầy chế giễu. Để ta. Trung Nhạc đứng bật dậy, sải bước tiến tới, tâm niệm khẽ động, một đạo bạch quang bắn lên không trung, biến thành một thanh thần đao. Một đao chém xuống, đầu Phong Thần Vĩnh rơi xuống, máu chảy ra từ cổ. Một đao này khiến xung quanh sững sờ, Phủ Nhai, Đa Âm và Âm Phụ Khang đều kinh ngạc đứng phắt dậy, nhìn Trảm Thần Đài đầy kinh hãi. Một đao này là Trung Nhạc tham ngộ được từ đao Trảm Phong Trấn Lão Tổ. Một đao chém xuống có thể chặt đứt đại đạo đồ đằng văn trong nhục thân, ngay cả nhục thân của cường giả đế cấp cũng không chịu nổi, huống hồ là Phong Thần Vĩnh đây. Trung Nhạc thu đao quay lại chỗ ngồi, trầm giọng nói, máu đã chảy, tiếp tục hành hình. Huyết nhục trên cổ Phong Thần Vĩnh động đậy, lại mọc ra một cái đầu nữa. Trên mặt hắn lộ ra vẻ kinh hoàng và hoảng loạn, nhìn đao của Nanh Hoàng chém xuống. Hắn đã không còn thản nhiên ung dung như trước, sự chế giễu trên mặt cũng không còn. Một đao vừa rồi của Trung Nhạc đã chém đứt đại đạo đồ đằng văn của bất tử chi thân của hắn. Thậm chí nguyên thần cũng bị chặt, khiến bất tử chi thân của nguyên thần và nhục thân của hắn mất đi công hiệu. Lúc này thần huyết trong người của hắn chảy ra, kích phát uy năng của Trảm Thần Đài. Hắn cảm thấy sức mạnh thần huyết của mình biến thành vũ khí chống lại hắn. Trảm Thần Đài giống như có vô số cái móc, móc chặt các loại đại đạo trong cơ thể của hắn, móc chặt nguyên thần, nhục thân, pháp lực và tinh thần của hắn. Nanh Hoàng là đỉnh cấp tạo vật chủ, đao trong tay hắn được luyện từ móng vuốt, đặt trong cơ thể ôn dưỡng vạn năm. Chủng tộc thiên phú của hắn là chuyên trảm thần, trảm nguyên thần và hồn phách. Phong Thần Vĩnh nhìn đao này chém xuống, trong lòng hoàn toàn tuyệt vọng. Nhưng lúc này bỗng hắn liếc nhìn thấy một thân ảnh bay tới, ánh mắt kinh hãi đột nhiên lóe lên sự vui mừng và hy vọng. Phục Bảo Điện tới rồi, đem theo thủ dụ của Tiên Thiên Đế Quân tới cứu ta rồi. Nếu ta thoát được, chắc chắn sẽ phải trần bí mật của tên tiểu tử này, cho hắn biết thế nào là hối hận, thế nào là tự tìm chỗ chết kìa.
Bên ngoài thành, khí tức Phục Bảo Điền chấn động, tiếng nói oang oang. Dịch Quân Vương tiếp chỉ. Nanh Hoàng vội dừng tay, chạm hồn ma đao lơ lửng trên đỉnh đầu Phong Thần Vĩnh. Nhìn Trung Nhạc, Trung Nhạc mặt tối lại. Chém cho ta. Nanh Hoàng sợ sệt. Nhưng chúa công... Trung Nhạc lướt người tới bên cạnh hắn, giằng lấy đao, đao quang lóe lên, đầu Phong Thần Vĩnh rơi xuống đất. Nanh Hoàng kinh hãi, nhưng thấy Trung Nhạc quay người, chạm hồn ma đao lại quay về tay hắn. Người... Phục Bảo Điền giận dữ quát lớn, Trung Nhạc cúi người. Thần tiếp chỉ. Phục Bảo Điền trợn mắt, cầm thủ dụ của Tiên Thiên Đế Quân, người run lên, sững sờ nhìn chạm thần đài, thấy trên đó máu chảy như thác. Phong Thần Vĩnh một thân đầy máu, máu chảy thành dòng xuống Oan Hồn Trì phía dưới. Nhục thân của hắn bị chém, hồn phách trong nguyên thần cũng bị một đao chém chết, không thể chết hơn được nữa. Dịch Phong to gan. Phục Bảo Điền quát lên phẫn nộ, chỉ Trung Nhạc. Đế quân hạ lệnh cho ngươi thả Phong Thần Vĩnh, nhưng ngươi lại chém chết hắn. Ngươi thật to gan. Hôm nay trên chạm thần đài này phải có đầu của ngươi. Trung Nhạc đứng thẳng dậy, cười ha hả. Thượng sứ nói vậy là sao? Ngài đã tuyên chỉ chưa? Phục Bảo Điền sững người, hư lạnh. Chỉ ý của đế quân là gì? Ngươi biết rõ rồi. Ngươi làm trái chỉ ý của đế quân, đầu ngươi cũng không giữ được. Trung Nhạc cười vô cùng hiền hòa. Phục sư huynh, huynh có thấy binh mã của ta hùng tráng không? Phục Bảo Điền nhìn quanh, thấy 5.000 vạn thần ma chỉnh tề như một, đúng là có thể gọi là một đội hùng binh. Phục sư huynh có thấy tướng quan của ta uy vũ không? Trung Nhạc lại hỏi. Phục Bảo Điền quan sát các thần quan, thấy có tới 56 vị tạo vật chủ, cộng với cường giả Âm Khang Thị là có gần 100 tạo vật chủ, còn có các đế quân như Âm Phụ Khang có mặt ở đây. Trung Nhạc chỉ lên trời, mỉm cười nói. Phục sư huynh lại nhìn xem, bảo vật của ta có đủ nhiều không? Khóe mắt Phục Bảo Điền co giật, nhìn trên không trung là các tòa chư thiên tỏa sáng. Trung Nhạc thản nhiên nói. Tại sao Phục sư huynh không ngồi xuống uống chén trà đã rồi đi đi? Phục Bảo Điền tươi cười ha hả. Dịch Quân Vương chấp pháp xử trí phản đồ rất vừa ý ta. Giết hay lắm, giết rất hay. Đám nghịch tặc này tạo phản làm loạn nên chém làm đôi. Đúng rồi, Phục Bảo Chính đang ở đâu? Trời xanh có mắt, nghịch tặc Phục Bảo Chính đã bị luyện chết rồi. Ta đang chuẩn bị treo đầu của hai lão tặc này lên cổng thành thị uy đấy. Trung Nhạc ân cần nói. Phục sư huynh uống chén trà rồi hẵng đi. Thôi, thôi khỏi. Phục Bảo Điền vội vàng xua tay cười nói. Tuy ta rất muốn uống dăm chén với Dịch Quân Vương, nhưng công vụ bận rộn, còn phải về Tiên Thiên Cung bẩm báo tin tốt lành. Hai tên phản tặc Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính đã phải chịu tội. Cáo từ, cáo từ. Trung Nhạc đứng dậy cười nói. Sư huynh có rảnh thì thường xuyên tới đây. Nhất định, nhất định. Dịch Quân Vương dừng bước lại, mau dừng bước lại. Phục Bảo Điền rời đi, tốc độ của đế quân đại viên mãn cực nhanh, chắc hẳn không lâu sau là sẽ về tới Tiên Thiên Cung. Trung Nhạc quay lại chạm thần đài, Nanh Hoàng đang kiểm tra oan hồn trì của chạm thần đài. Chúa công, năng lượng trong oan hồn đài rất dồi dào, lần sau chém đế quân nữa thì sẽ không phiền phức như thế này nữa rồi. Âm Phụ Khang hừ lạnh một tiếng, cười hề hề. Cô ra xây chạm thần đài này không tồi, ngay đầu của đế quân đại viên mãn mà cũng chém được. Đầu của cô ra đặt ở trên đấy, chém chắc cũng nhanh lắm đấy. Trung Nhạc cười. Nhạc phú, thôi đi. Âm Phụ Khang giận dữ nói. Đến thể diện của Tiên Thiên Đế Quân người cũng không giữ, hắn tới cầu tình, người tốt xấu gì cũng nên nhẹ tay. Thả Quách Phong Thần Vĩnh đi, đằng này ngươi lại cứ muốn chém. Phủ Nhai Đế Quân và Đa Âm Đế Quân cũng sợ hãi nhìn nhau rồi cùng cáo từ. Trung Nhạc đứng dậy đưa tiễn, quay lại thì Âm Phụ Khang vẫn cười khẩy không thôi. Trung Nhạc cười. Nhạc phú, ta còn có ngoại viện, Tiên Thiên Đế Quân tạm thời sẽ không động tới ta. Âm Phụ Khang cười khẩy. Mục Tiên Thiên muốn động đến ngươi thì Âm Khang Thị ta cũng không bảo vệ ngươi được. Kim Mô Thí cộng với Âm Khang Thí có bảo vệ được ta không? Trung Nhạc hỏi. Âm Phụ Khang khó hiểu. Kim Mô Thị sao? Tại sao Kim Mô Thí lại bảo vệ ngươi? Trung Nhạc vội kéo tay hắn, tươi cười nói. Nhạc phụ không biết Kim Mô Thần Đế nói muốn liên hôn với nhà chúng ta hay sao? Người xem, việc tốt như vậy tới tận cửa rồi. Liên hôn? Kim Mô Thí
là thần tộc của vũ trụ cổ xưa, ở đó thần ma không đội trời chung. Kỳ Mô Thí lại là đế tộc, chắc chắn sẽ không liên hôn với Âm Khang ma tộc ta đâu. Nhạc Vũ, người nghĩ đi đâu vậy? Người ta nhìn chúng là nhìn chúng con rể của người kìa. Trung Nhạc mặt tươi tỉnh cười ha ha. Kim Mô thần đế muốn gả đệ tử xuất sắc nhất cho cô gia nhà người, đó không phải là hai nhà liên hôn hay sao? Âm Phủ Khang cự người chặn mắt nói: Kim Mô Thí gả đồ đệ cho cô gia nhà ta sao? Cô gia nào mà to gan lớn mật dám lấy con gái Âm Khang thị rồi mà còn lấy thêm vợ vậy? Lão tử sẽ cắt cổ quý của hắn ta. Trung Nhạc bối rối ngập ngừng. Cái này Âm Phủ Khang chợt hiểu. Người có mấy Nhạc Vũ? Âm Phủ Khang cười khẩy. Trung Nhạc rụt rè nói: Có lẽ là còn một vài. Âm Phủ Khang đại nộ, trừng mắt nhìn hắn một lúc rồi mới nản lòng: Thôi lão tử không nói người nữa vậy. Cả đời này lão tử lấy vô số thê tử, không có tư cách nói người. Nhưng lão tử là tộc trưởng, nhiều thê tử như vậy là để sinh sôi cho chủng tộc, lưu truyền huyết mạch ưu tú nhất cho Âm Khang thế. Còn tiểu tử ngươi... Trung Nhạc nói: Ta cũng là tộc trưởng, hơn nữa còn là hạt giống nữa kìa. Âm Phụ Khang trợn mắt xua xua tay nói: Ý ngươi là muốn bảo ta nói họ ngươi với Huyền Nhi sao? Lão tử không đi, việc của ngươi ngươi tự giải quyết đi. Ta nghĩ Mục Tiên Thiên còn chưa chém ngươi thì Huyền Nhi đã chém ngươi trước rồi, ngươi tự lo liệu đi. Trung Nhạc cảm thấy đau đầu, mục đích của hắn là nhờ Âm Phụ Khang đi nói hộ hắn, nhưng lão hồ ly này đã nhìn ra quỷ kế của hắn, vì thế dứt khoát từ chối. Nếu đợi đến khi của hồi môn của Kim Ô Thị tới mới cho phiền Huyên biết thì chắc chắn nàng ta sẽ không vui, sự việc sẽ càng rắc rối hơn. Trung Nhạc nghĩ ngợi một lúc, nghiến răng, cuối cùng quyết định tự đi giải thích với Âm Phiền Huyên. Sao? Kim Ô Thị muốn gả đệ tử cho phu quân sao? Âm Phần Huyên kinh ngạc một lúc, đột nhiên cười: Đó là việc tốt, phu quân có cánh tay trợ lực Kim Mô Thí thì đương nhiên như hổ thêm cánh rồi. Hơn nữa chủng tộc của phu quân chỉ có một hai người, nếu thiếp thân vì đố kỵ mà không cho phu quân nạp thiếp thì không phải sẽ tuyệt giống Phục Hy thần tộc hay sao? Trung Nhạc thấy nàng không có bất cứ biểu hiện gì giận dữ thì vô cùng kinh ngạc, cười nói: Phu nhân hiểu được thì tốt rồi, ta không phải là người tham luyến mỹ sắc đâu, không có tình cảm với Kim Hà Hề. Kim Hà Hề? Âm Phần Huyên hỏi: Phu quân đã biết Kim Mô Thí muốn gả ai rồi sao? Trung Nhạc kho sặc sụa, vội đổi chủ đề: Cổ hồi môn của Kim Mô Thí tới Chấn Thiên Quan có lẽ tầm 3-4 năm nữa. Bỗng một vị thần tướng tới bẩm báo: Chúa công, bên ngoài có một đội ngũ nói là sứ giả của Kim Mô Thí cầu kiến chúa công, trong đó có một vị nương nương, nó là thê tử của chúa công. Âm Phiền Huyên nửa cười nửa không: Thật đúng là tình cờ, vì Hà Hề muội muội này đã coi mình là nương nương rồi, sao phu quân không ra đón đi, cũng để thiếp thân gặp vị nương nương này một chút nào. Trung đại quan nhân nhà ta cười ha hả, trong lòng thì chán nản: Không phải Kim Mô thần đế nói chỉ đưa của hồi môn tới thôi sao, tại sao lại đưa cả Kim Hà Hề tới đây rồi, mà lại còn nhanh như thế nữa? Lại nói Phục Bảo Điền trở về Tiên Thiên Cung bẩm báo tình hình của mình lên Tiên Thiên Đế Quân: Dịch quân vương nhất định làm theo ý mình, xử trảm Phong Thần Vĩnh trước mặt mọi người, không những không tuân theo chỉ ý của đế quân mà còn uy hiếp ta, mong đế quân hạ lệnh xử trảm hắn ta. Tên Tiên Thiên Đế Quân vẻ mặt phẫn nộ cười khẩy nói: Cái tên khốn kiếp này ngay mệnh lệnh của ta cũng không nghe nữa rồi, đúng là hỗn xược mà. Đế quân khoan đã nào. Đột nhiên bên ngoài vang lên tiếng của Tử Quang Quân Vương. Tử Quang Quân Vương bước nhanh vào cười nói: Đế quân không đến nỗi vì một chuyện nhỏ này mà trừng phạt Dịch quân vương đấy chứ. Tiên Thiên Đế Quân cười khẩy: Giờ hắn đã có binh quyền rồi, sau này không phải sẽ tạo phản hay sao? Tử Quang Quân Vương vội vàng khuyên nhủ: Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính muốn công khai tạo phản, muốn giết hết tướng lĩnh của Chấn Thiên Quan để đầu quân cho thiên đình. Không những nói vậy mà còn làm vậy nữa rồi kìa, tội đáng chết vạn lần. Dịch quân vương xử trí như vậy không có gì là sai cả. Phục Bảo Điền ánh mắt lay động nói: Thế nhưng Dịch quân vương nghênh ngang hỗn hào. Tử Quang Quân Vương nhìn hắn thản nhiên nói: Dịch quân vương có quyền đó, quyền tiền trám hậu tấu cũng là đế quân ban cho. Đế quân, nếu người bắt Dịch quân vương thì ai trấn thủ Chấn Thiên Quan đây?
Tiên Thiên Đế Quân cười nói, ta vốn cũng không có ý định bắt hắn, chỉ là muốn dọa hắn mà thôi. Tử Quang, người trước giờ đều là bất hòa với hắn, tại sao lại nói hộ cho hắn vậy? Hắn nịnh nọt lấy lòng người khác, ta khinh thường nhân cách của hắn, thế nhưng khâm phục thủ đoạn của hắn. Hơn nữa Dịch Quân Vương không sai, vì thế phải nói hộ cho hắn thôi. Tử Quang Quân Vương cười nói, bệ hạ, ta muốn mượn vị Phục sư huynh đây một chút. Tiên Thiên Đế Quân cười nói, bên cạnh ngươi không có cao thủ, ta sợ ngươi sẽ bị thích sát. Có Phục Bảo Điện bên cạnh ta cũng yên tâm. Phục Bảo Điện, sau này ngươi đi theo Tiểu Quang Quân Vương, bảo vệ sự an nguy cho hắn ta. Phục Bảo Điện cúi người vâng dạ. Tiểu Quang Quân Vương cáo từ, dẫn Phục Bảo Điện rời đi. Đến khi trở về cung điện, Tiểu Quang Quân Vương ngồi xuống, trầm giọng nói, Phục sư huynh, gần đây ta cứ cảm giác bất an, ngươi giúp ta làm một việc, ta cần ngươi tới Thiên Đình gặp Vũ Đô Lang. Vũ Đô Lang là ai vậy? Phục Bảo Điện cựng người không hiểu. Tử Quang Quân Vương nói, Tiên Thiên Ma Thần của vũ trụ cổ xưa, là kẻ thù sống chết của Lê Dương Thần Quân, giờ sống tại Thiên Đình. Lê Dương Thần Quân tiền thế chết trong tay Vũ Đô Lang, bị hắn đánh lén nên chết đi, kiếp này chuyển thế thành nhân tộc, trở thành Dịch Phong. Ngươi đi gặp Vũ Đô Lang, quan sát nhất cử nhất động của hắn, xem trí tuệ thần thông của hắn so với Dịch Phong thì thế nào. Phục Bảo Điện hiểu ra liền kêu lên, vậy Tử Quang Quân Vương, Tử Quang tiên sinh nghi ngờ Dịch Phong có thể không phải là Lê Dương Thần Quân sao? Đúng vậy, Lê Dương Thần Quân và Vũ Đô Lang đã tranh đấu không biết bao lâu, bất phân thắng bại, có nghĩa là trí tuệ thần thông của họ tương đương, mà biểu hiện của Dịch Quân Vương thực sự nằm ngoài dữ liệu của ta. Trí tuệ, thủ đoạn của hắn đều không giống như Vũ Đô Lang có thể địch lại. Người quan sát Vũ Đô Lang rồi về báo cáo lại với ta. Tử Quang Quân Vương nói, việc này đừng nói với đế quân vội, chỉ báo cáo với ta, có hiểu không? Phục Bảo Điện chần chừ một chút. Đế quân đã đặt phong ấn trên người ta, nếu ta bất trung, ngài có thể giết chết ta bất cứ lúc nào. Nếu không nói... Tử Quang Quân Vương cười khẩy, hai tay chắp sau lưng, nhàn nhã nói, Phục sư huynh, nếu Dịch Quân Vương có 1000 cách dồn ngươi vào chỗ chết được, thì ta có 1001 cách kìa, còn nhiều hơn hắn ta một cách. Nếu ngươi tiết lộ tin tức ra, ta sẽ khiến cho ngươi chết mà không biết tại sao mình lại chết kìa. Tử Quang Quân Vương cười nói, Dịch Quân Vương giết lên cả Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Chính, ngươi không phục, ngươi chạy khỏi Chấn Thiên Quan. Lời nói dối như vậy đối với Phục sư huynh chắc không khó ấy chứ. Phục Bảo Điện hiểu ý, liền cười. Tử Quang Quân Vương ánh mắt lay động, ngươi muốn lật đổ Dịch Quân Vương, trả thù cho Phong Thần Vĩnh và Phục Bảo Điện sao? Giờ đây chính là cơ hội kìa. Phục Bảo Điện cảm khái, nếu vậy thì ta đi liền. Nói rồi hắn đi ra ngoài. Tử Quang Quân Vương nhấc chén trà lên khẽ nhấp, nói nhỏ, Dịch tiên sinh, không phải ta nghi ngờ ngươi, mà là ngươi đáng để nghi ngờ. Kiếp này của ngươi lợi hại như vậy, lẽ nào Vũ Đô Lang lại giết được tiền thế của ngươi sao? Trừ phi ngươi căn bản không phải Lê Dương Thần Quân. Trong Chấn Thiên Quan, sứ giả Kim Mô Thị đem tới bảo bối, khiến cho vô số thần ma Chấn Thiên Quan nhìn mà hoa cả mắt. Chỉ riêng Minh Châu luyện từ Thuần Dương cũng có hàng vạn viên, luyện thành các chuỗi vòng. Những người thân cận của Trung Nhạc đều được tặng một chuỗi. Kim Hà Hề tuy đi cùng tới Chấn Thiên Quan, thế nhưng không gặp Trung Nhạc mà được Âm Phiền Huyên đón đi. Còn Trung Nhạc thì tiếp kiến sứ giả Kim Mô Thị để tránh thất lễ. Trong số các bảo vật này còn có một cành cây non, là cành mới trên cây Phù Tang, cũng được đưa tới làm của hồi môn. Tuy là một cành cây, nhưng phải biết rằng đế binh của Hỗn Độn Thị cũng chỉ là một cành cây của Phù Tang Thần Mộc. Dựa vào cành cây này là có thể luyện thành đế binh, có thể thấy được món hồi môn này quý giá như thế nào. Trong số hồi môn còn có một cây hỏa san hô, là dị bảo lấy từ Hỗn Độn Hỏa Hải, là bảo vật thiên nhiên bên trong chứa hỗn độn khí và hỗn độn hỏa. Ngoài ra còn có một hòm kim diệp do Kim Ô Thần Đế luyện ra, trên đấy in văn lý của Tiên Thiên Đại Đạo, vô số ngựa xe, thuyền chiến do Kim Ô tộc trưởng tặng, các loại dị bảo như thiên kim tơ của tộc lão Kim Ô Thị, cả 9 viên chư thiên thần châu giúp Chấn Thiên Quan có thêm 9 tỏa chư thiên. Âm Phụ Khang nhìn thấy mà ra đầu tê dại, Kim Ô Thị thực sự là giàu có, còn gấp mấy lần so với Âm Khang Thị, nhưng cũng không khó hiểu. Kim Ô Thị là bộ lạc của Tiên Thiên Thần Đế, có một vị Tiên Thiên Thần Đế tọa chấn. Ở Hỗn Độn Hỏa Hải, Phù Sơn và Phù Tăng Thần Thụ đương nhiên bảo vật vô số.
ma đế của Âm Khang thị chết sớm, hơn nữa còn bị lưu đày tới thiên hạ Chi Châu, luận về đều độ giàu có đương nhiên không thể theo kịp. Thần đế còn tặng cô ra một quả hỗn độn thần quả. Sứ giả Kimô thị lấy ra một chiếc hộp vàng, cung kính nói: hỗn độn thần quả thần kỳ vô biên, ăn một quả có thể xung kích toàn bộ bí cảnh ở trong cơ thể, khiến nhục thân có thể sánh ngang với tiên thiên thần ma. Hỗn độn thần quả chỉ có tộc trưởng hỗn độn thị ta mới có tư cách dùng. Thần đế nhận công chúa là nghĩa nữ, sau này tiếp nhận tộc trưởng, công chúa đã ăn một quả, quả này tặng cho cô ra. Trung Nhạc mừng rỡ: phần huyên không vui, ta không có bảo vật gì để dỗ nàng, nhưng có hỗn độn thần quả này có thể giúp cho thánh linh thể của nàng được cường hóa, chỉ là... Trung đại quan nhân chớp mắt: hỗn độn thần quả cũng là của hồi môn, tặng nó cho vợ cả, vợ lẽ liệu có trở mặt hay không? Hà Hề đã dùng một quả, ta cũng đã dùng một quả, quả này đối với bọn ta đều không có ích gì, với phần huyên có tác dụng lớn nhất, tặng nàng là đương nhiên. Trung đại quan nhân tự an ủi, hắn nhận lấy hộp vàng, cho người nhận hết bảo vật, sắp xếp gọn gàng, đưa vào bảo khố quân vương điện. Hắn mời sứ giả Kim Mô Thị xuống nghỉ ngơi. Trung Nhạc sắp xếp xong, lập tức tới hậu hoa viên quân vương điện tìm Âm Phần Huyên rồi nghĩ bụng: có hỗn độn thần quá cộng với tế đạo pháp của Phong Sư Huynh, thực lực của Phần Huyên có lẽ sẽ được tăng vọt. Trong hậu hoa viên quân vương điện, Âm Phần Huyên và Kim Hà Hề ngồi đấy, đằng sau có các sứ nữ đứng đầu. Hai nàng nói chuyện gia đình, Âm Phần Huyên cười nói: Hà Hề muội muội, gả cho nhà này đơn giản, phu quân ta căn bản là ai đến cũng không từ chối, lớn nhỏ gì cũng được cả, chỉ là trong gia môn có lớn có nhỏ. Nghe nói Hà Hề muội muội là đệ tử của thần đế, Kim Mô thần đế đích thân chỉ điểm, chắc hẳn ca minh vạn phần. Muội muội lại là công chúa của Kim Mô thị, thiên chi kiêu nữ, sao không nhân cơ hội này thì muội ta tỉ thí xem sao? Kim Hà Hề cười nói: tỉ tỉ, ta nhận thua là được. Âm Phần Huyên nhướng mày cười: ta và muội đều là thần ma, tu luyện tới hiện giờ, trải qua vô số trận chiến, lẽ nào lại không chiến đã nhận thua rồi sao? Kim Hà Hề lắc đầu: không phải là ta sợ thua tỉ tỉ, mà là ta không thể tỉ thí được. Tại sao? Ta... Kim Hà Hề vừa ngượng vừa sợ, nói nhỏ: ta mang cốt nhục của phu quân, không phải ta sợ tỉ tỉ, mà là sợ động thai khí kìa. Thai khí, cốt nhục, có thai sao? Âm Phần Huyên trong đầu như phát nổ. Trung Nhạc lao tới, từ xa cười nói: ồ, thì ra là hai vị phu nhân đều ở đây. Phần Huyên, Hà Hề, hai nàng đúng là nên thân thiết với nhau hơn. Âm Phần Huyên nhìn hắn: phu quân, Hà Hề có thai rồi. Trung Nhạc trong đầu bùng một tiếng kêu lớn: có thai, con của ta ư? Không thể nào. Hà Hề, chuyện giữa hai ta đã 200-300 năm rồi đúng không? Nếu nàng có thai thì sinh ra lâu rồi, thời gian mang thai của Kim Mô Thí lâu như vậy được sao? Hà Hề bật cười: phu quân, thiếp thân đang đùa với Phần Huyên tỉ tỉ thôi. Vừa rồi tỉ tỉ nó muốn tỉ thí với thiếp thân, thiếp thân tự thấy không phải đối thủ nên mượn lý do có thai để mà từ chối, không ngờ tỉ tỉ lại tin là thật. Trung Nhạc thở phào, đột nhiên giật mình sợ sệt nhìn Âm Phần Huyên: thì ra muội muội gạt ta. Âm Phần Huyên không có biểu hiện gì, cười nói: ta còn từng thật, nếu vậy thì muội muội định khi nào tỉ thí đây? Kim Hà Hề cười nói: ta trước này nghe nói thánh linh thể là nhất trong thiên hạ, không có đối thủ, nhưng thiếp thân ở vũ trụ cổ xưa cũng không có mấy đối thủ, nếu tỉ tỉ đã muốn tỉ thí thì tiểu muội cũng sẽ vui lòng thôi. Ánh mắt hai người chạm nhau tóe lửa. Trung Nhạc đau đầu, Âm Phần Huyên chủ động muốn tỉ thí đương nhiên là có tác phong của vợ lớn, đánh Kim Hà Hề một trận vùi dập nàng. Còn Kim Hà Hề nói mình có thai chính là nhân cơ hội nói rằng mình và Trung Nhạc trước đã có một thời gian quan hệ, rồi mượn lời Trung Nhạc nói rõ dập tắt lửa của Âm Phiền Huyên. Hai nàng đều không phải là dạng tầm thường. Tân Hỏa, Tân Hỏa, những người thừa kế trước kia của ngươi giải quyết việc này như thế nào? Tân Hỏa, Tân Hỏa. Trong thức hải của Trung Nhạc, ngọn lửa nhỏ kia ngáp một cái nói: đột nhiên ta buồn ngủ quá rồi, có lẽ phải ngủ một thời gian. Việc nhỏ này ngươi tự xử lý đi là được, không có việc gì thì đừng có đánh thức ta. Ngươi cái đồ không đáng tin mà. Trung Nhạc đại nộ, nó đã dung nhập với linh hồn của hắn, làm gì cần ngủ nữa đây? Rõ ràng là không có cách nào nên mới giả vờ. Ngọn lửa nhỏ giả vờ ngủ, nghĩ bụng: có một đời người kế thừa,
là hậu cung thất thoá, bị các phu nhân của mình đánh chết đi. Việc này ta vẫn là không nên tham dự vào thì hơn. Hà hề, từ xa tới, đừng xa xa xôi mệt mỏi. Phần huyên nàng, hãy để cho nàng ấy nghỉ ngơi vài ngày, đợi nàng ấy khỏe hẳn rồi tính đi. Trung Nhạc liều mình nói, Kim Hà Hề mặt đỏ ngượng ngùng, nói nhỏ, vẫn là phu quân chu đáo. Âm Phần Huyên cười nói, đương nhiên phu quân chu đáo rồi, phu quân chẳng đi theo ta, để Hà Hề muội muội nghỉ ngơi đi nào. Nàng đi hướng ra ngoài hoa viên, Trung Nhạc liều mình đi theo. Thấy Âm Phiền Huyên tế chư thiên kỳ lân bảo lan rồi lên xe, Trung Nhạc cũng lên theo. Phu nhân à, ta gặp Kim Hà Hề là việc hồi đó cùng Mục Tô Ca tới vũ trụ cổ xưa. Lúc đó ta và nàng tuy đã bái đường thành thân, nhưng đang muốn chia tay, nàng không phải thật lòng muốn gả cho ta, là bị ép thôi. Trung Nhạc đang giải thích, đột nhiên Âm Phần Huyên phóng thần thông tấn công hắn. Trung Nhạc giật mình, vội vàng dừng tay đỡ. Hai người đều là tuyệt đỉnh trong cảnh giới chân thần, kinh lịch va chạm, không gian trong xe mở rộng, lập tức rộng tới vạn dặm. Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Loan là trọng bảo của Âm Khang Thị, bảo vật cấp đế quân, chỉ dựa vào đỉnh châu luyện từ ba tòa chư thiên ra là có thể chặn được công kích của tạo vật chủ. Không gian trong xe cũng đã được đế quân gia cố, không gian có thể lớn, có thể nhỏ tùy ý. Trung Nhạc và Âm Phiền Huyên va chạm thần thông, khiến không gian trong xe nhanh chóng nở to để gánh chịu năng lượng của hai người. Âm Phiền Huyên bị sức mạnh của hắn khiến cho thân thể run lên, bay ra sau vạn dặm, rồi mũi chân giẫm nhẹ lên vách xe, vút một cái lao đi như mũi tên rời khỏi dây cung. Phu nhân, ta và Hà Hề là ngoài dự liệu, nàng nghe ta giải thích đi. Trung Nhạc ra đầu tê dại, đứng yên tại chỗ giơ tay lên đỡ, chỉ thấy Âm Phiền Huyên qua lại như điện, mượn lực của bốn bức vách xe để sức mạnh càng ngày càng lớn, công thế càng ngày càng nhanh. Nàng thi triển sức mạnh tới cực hạn, giống như có tới vài Âm Phiền Huyên tấn công Trung Nhạc từ bốn phương tám hướng. Hơn nữa mỗi một loại thần thông lại không giống nhau, khiến người ta phải hoa mắt, không thể phá nổi. Thánh linh thể tuy mạnh tới không tin nổi, mỗi lần công kích thần thông đều được phát huy tới cực điểm. Thuộc tính, thần thông cũng khác nhau, đại đạo dùng cũng khác nhau, nhưng nàng điều khiển lại vô cùng nhẹ nhàng, muốn phá giải gần như là không thể. Trung Nhạc dĩ bất biến, ứng vạn biến, đứng yên tại chỗ, xung quanh người xuất hiện tiên thiên bắt quái. Mặc cho Âm Phần Huyên tấn công từ đằng nào thì hắn vẫn đứng đấy, hai tay vung lên, tám đạo đại đạo biến hóa liên tục thành các loại quái tượng chặn công kích của Âm Phần Huyên lại. Phu nhân, ta có một quả hỗn độn thần quá, có thể giúp cho nàng mở mọi bí cảnh trong cơ thể, không biết có thể khiến cho phu nhân bất giận hay không. Trung Nhạc cười, hỗn độn thần quá của Kim Ô Thí đưa tới đúng không? Âm Phần Huyên hử lạnh, đột nhiên sáu quầng sáng sau đầu mở rộng, tế ngọc tiêu, ngọc tiêu biến thành 28 động thiên, chiến lực của nàng đột nhiên tăng mạnh, gần như sánh ngang sức mạnh của thần hoàng. Trung Nhạc lắc mình, hiện phục khi chân thân, rồi cười nói, phu nhân muốn dùng toàn lực hay sao? Vi phu thời gian qua khổ luyện cũng không kém đâu, để xem 33 tầng động thiên của ta so với 28 động thiên của nàng thì như thế nào. Trong cơ thể của hắn có tiếng nổ tanh tách, 33 đốt xương sống biến thành 33 tầng động thiên, năng lượng vô biên tràn vào nhục thân nguyên thần của hắn. Âm Phần Huyên tấn công tới, Trung Nhạc giơ tay ra đỡ. Chư Thiên Kỳ Lân Bảo Lan chấn động, rung lắc dữ dội, không gian trong xe lại mở rộng tới trăm vạn dặm, lúc này mới chống đỡ được công kích của hai người. Đột nhiên ma âm trong động tiêu của Âm Phiền Huyên vang lên, dẫn động cơn đau khi tách nguyên thần của Trung Nhạc, định dùng cơn đau đó quấy nhiễu pháp lực và thần thông của hắn. Sơn hải lưu truyền vạn ban khứ, hàng cổ bất động ấn như thiên. Trung Nhạc hét lớn, thi triển hàng cổ bất động ấn, ma âm tấn công nhưng không lay động được tâm thần của hắn, mặc cho cơn đau tới mức nào cũng không lay động được đạo tâm của hắn, không thể khiến cho pháp lực của hắn rối loạn. Pháp lực của hắn cuồng bạo tới cực hạn, ấn thương phục ma huyền công của ấn thương nữ đế cộng với đại diệu tiên kinh của đại diệu đế, có thể nói biến hắn thành quái vật pháp lực không gì sánh nổi. Âm Phần Huyên hự lên một tiếng, bị một trưởng của hắn đánh bay. Trung Nhạc giữ người, vội vàng bay tới ôm lấy nàng, đột nhiên miệng của Âm Phần Huyên phát ra tiên thiên đạo âm thoát ra khỏi vòng tay của hắn. Vẫn chưa phân thắng bại. Đôi cánh sau lưng của nàng dang rộng, tốc độ nhanh đến cực hạn, Trung Nhạc lắc mình cũng dang cánh bay. Hai người bay với tốc độ thiên nhãn cũng không bắt kịp, lúc ẩn lúc hiện trong không gian của cỗ xe. Mỗi lần xuất hiện lại có một tiếng nổ kinh thiên động địa. Miệng Âm Phiền Huyên phát ra tiếng ngâm trầm thấp, đó là ma ngữ trong tiên thiên thần ngữ. Tiên thiên thần ngữ thời đại hắc ám chia thành thần ngữ và ma ngữ. Tuy Trung Nhạc thần ma kim tu, nhưng lĩnh ngộ về ma ngữ lại không bằng Âm Phiền Huyên. Âm Phiền Huyên là đế tộc trong ma tộc,
cộng với là thánh linh thể thân cận thiên địa đại đạo, lĩnh ngộ về tiên thiên ma ngữ cao hơn hắn. Thời gian qua tuy nàng ra tay ít hơn Trung Nhạc, nhưng cảm ngộ về đạo lại sâu hơn Trung Nhạc. Đặc biệt là sau khi có được truyền thừa của tiên thiên thần ngữ, thực lực của nàng càng ngày càng hùng hậu. Phần Huyên dùng toàn bộ sức mạnh rồi. Trung Nhạc sắc mặt nặng nề, tiên thiên bất quái hòa lẫn với tiên ma thái cực đồ. Tám loại tiên thiên đại đạo biến thành tám cây thần đao, chuyển động với các quái tượng, thái cực, tứ tượng. Trong tay âm Phần Huyên xuất hiện đế binh hình nón, chấn thiên hà đỉnh. Chấn thiên hà đỉnh khổng lồ, chậm chậm di chuyển, sức mạnh lớn lao kinh thiên động địa đè xuống, giống như trong đỉnh chứa cả một đạo thiên hà đè xuống Trung Nhạc. Nếu chỉ vậy đã đành, món đế binh thứ hai của âm Phần Huyên lại xuất hiện, đó là ma đỉnh rừng rực cháy, rồi tới cái đỉnh thứ ba kim quang sáng loáng, cũng là ma đạo chi đỉnh, tiếp đó là cái thứ tư, cái thứ năm, cái thứ sáu. Trung Nhạc giật thon thót, âm Phần Huyên niệm bát cực ma ngữ, có nghĩa là nàng sẽ có tám cái đế đỉnh với thuộc tính khác nhau. Cho dù hắn sống cùng âm Phần Huyên lâu như vậy rồi, nhưng thực lực của nàng hắn cũng không rõ ràng. Giờ cuối cùng thì hắn cũng thấy được sự tiến bộ của phu nhân mình trong thời gian qua. Tám chiếc đế đỉnh đông nam tây bắc chấn lê cấn khảm, tham chiếu trên tiên thiên bắt quái của hắn, nhưng lại có điểm khác biệt. Không dùng chảm đạo thì không thể nào thắng nàng ấy được. Trung Nhạc tâm niệm khẽ động, chảm đạo bạo phát, tám cây thần đao đón tám chiếc đế đỉnh, đao quang lóe lên, tám chiếc đế đỉnh bị chém đôi. Âm Phần Huyên hự lên một tiếng, khí tức tán loạn, rơi từ trên không xuống. Trung Nhạc vòng tay qua, ôm lấy eo của nàng. Phu quân, chàng đã thắng rồi. Âm Phần Huyên dịu dàng nói nhỏ, giờ có thể viên phòng rồi. Trung Nhạc vừa ngạc nhiên, vừa mừng rỡ cười nói, ở ngay trên xe sao? Ừ, ngay trên xe. Âm Phần Huyên ngượng ngùng, ở đây có động tĩnh gì, bên ngoài cũng không biết được. Trung Nhạc chần chừ, vén rèm lên nhìn ra ngoài, xung quanh không có ai, mấy con kỳ lân thì biến thành người chạy đi tu luyện. Đóng cửa sổ lái. Âm Phần Huyên vội nói, Trung Nhạc gãi đầu, đóng cửa lại, nghe trong đầu có tiếng tân hỏa. Còn châu giống của Trung Sơn Thí, đừng có mà quên thần ma áo chiến đại pháp mà ta truyền cho. Trung Nhạc không nói không rằng, phong ấn ngọn lửa nhỏ này. Âm Phần Huyên ngượng ngùng nói, phu quân, chàng hãy nhẹ nhàng. Trung Nhạc rụt rè nói, phu nhân à, ta cũng là lần đầu tiên. Âm Phần Huyên nghe vậy giận dữ đánh hắn. Trung Nhạc vừa kẻ áo vừa kháng cự. Âm Phần Huyên nửa đẩy nửa kéo, tình chín muồi, đương nhiên hảo sự sẽ thành. Khúc chiến miên này giống như tinh hà bên ngoài chấn thiên quan, hà lưu lững lờ trôi, lúc thì nhẹ nhàng như tiếng thì thầm, lúc cao trào như sóng vỗ bờ phá không. Lúc này hữu thanh thắng vô thanh, tự có sự kỳ diệu riêng khiến người ta chỉ hận thời gian quá ngắn. Không nhắc quốc gia không cho phép, hai người ôm nhau tỉnh dậy. Âm Phiền Huyên chớp mắt nói nhỏ, phu quân, ở nhà có rồi, đừng ăn ở bên ngoài nữa, nghe chưa? Trung Nhạc vội gật đầu, nhìn nàng mặc y phục. Âm Phiền Huyên ngượng ngùng, đừng có nhìn. Trung Nhạc lại gật đầu lia lịa, chàng nhìn rồi mà. Ở thì là phu thê rồi, nhìn chút có sao đâu. Trung Nhạc tặng hỗn độn thần quả cho Âm Phiền Huyên, nàng cười nói, phu quân, đây là của hồi môn của Hà Hề Muội Muội, chẳng tặng cho ta, kẻo Hà Hề Muội Muội không vui đâu. Trung Nhạc nói, vốn là không nên chuyển cho nàng, nhưng giờ loạn thế, ta sợ không đủ sức bảo vệ cho nàng. Phu nhân là tuyệt thế chi tài, ăn hỗn độn thần quá cũng có thể tự bảo vệ mình. Nàng ăn thánh dược này có thể thử mở bía cảnh thứ bảy, nhưng vẫn rất nguy hiểm. Tốt nhất là để phục thương Hoàng Thái Tử bảo vệ, thực lực của ta vẫn không thể đảm bảo cho nàng an toàn được. Âm Phần Huyên ăn hỗn độn thần quả, Trung Nhạc truyền thụ cho nàng tế đạo pháp mà Phong Hiếu Trung sáng tạo ra, nói một lượt chuyện hắn đi gặp Phục Hy Thị, rồi cười nói, đây là tế đạo pháp Phong Hiếu Trung sư huynh bồi thường vì lần trước đã rạch tay nàng, rất có tác dụng cho thánh linh thể. Âm Phần Huyên kinh ngạc, vị Phong sư huynh này cũng là thánh linh thể sao? Nếu hắn không phải thánh linh thể thì sao có thể khai sáng được pháp môn chỉ thánh linh thể mới tu luyện được vậy? Trung Nhạc bất lực nói, hắn cải tạo bản thân mình thành một nửa thánh linh thể. Âm Phần Huyên giật mình, không biết Phong Hữu Trung làm thế nào mà cải tạo mình thành thánh linh thể được, nhưng hắn một mình có thể mở ra bí cảnh thứ bảy, vì cầu đạo mà không sợ chết, cải tạo bản thân thành thánh linh thể với hắn chắc cũng thường như cơm bữa. Nàng ăn hỗn độn thần quả, tất cả bí cảnh trong cơ thể mở ra, thấu ảnh
của các bí cảnh lớn nhỏ hiện ra bên ngoài, tạo thành vô số quầng sáng đủ loại màu sắc. Dị tượng này kéo dài rất lâu. Phu nhân, bí cảnh thứ 7 của ta là không gian bí cảnh, của Phong Sư Huynh là thần thú bí cảnh. Ta cho rằng bí cảnh của hắn mới là chính tông. Trung Nhạc đề nghị nói, nàng muốn tu luyện bí cảnh thứ 7 thì nên tu luyện thần thú bí cảnh. Âm Phần Huyên lắc đầu cười, phu quân, ta là thánh linh thể, nếu muốn mở ra bí cảnh thứ 7 thì phải mở vạn đạo bí cảnh kia, không cùng đường với phu quân, cũng không cùng với Phong Sư Huynh. Trung Nhạc khựng người, tại sao lại chọn vạn đạo bí cảnh vậy? Vạn đạo bí cảnh thì tu thành kiểu gì? Phu quân không biết rồi, thánh linh thể có thân hoàn lực rất mạnh với thiên hạ đại đạo, vạn tượng bí cảnh với ta mà nói thì lại dễ luyện hơn, còn dễ dàng hơn thần thú bí cảnh. Âm Phần Huyên nói, ta dùng lục đạo luân hồi làm gốc, lục đạo thông qua luân hồi biến thành vạn đạo, vì thế vạn đạo trở thành bí cảnh thứ 7 của ta. Ta dẫn động thiên địa đại đạo và vạn đạo bí cảnh có thể giúp ta nhanh chóng hoàn thiện bí cảnh thứ 7 hơn. Trung Nhạc xứng người suy nghĩ, không gian bí cảnh, thần thú bí cảnh, vạn đạo bí cảnh, rốt cuộc cái nào mới là bí cảnh thứ 7 chính tông đây?